Đây là cái chai sữa tắm vàng 24K, tinh chất của nó là vàng không này, các chị thấy chưa? Nó là màu vàng nguyên chất luôn, trong này là vàng không à. Cái chai của nó là chai trong. Đây là sữa tắm vàng 24K nha chị Ngọc Trinh nhá. Thì cái chai này thì bên em bán giá đó. Đây cái chai của nó là đây. Cái chai này bên em bán giá là 550.000, nhưng mà bây giờ em sẽ giảm trong cái line này cho các chị là còn có 350.000 thôi là cái chai này. Em test cho mọi người xem cái chất nha. Để em cho mọi người xem cái chất của nó. Thật sự là rất là phê luôn. Sữa tắm vàng 24K 550 trong cái line này. Em like nhanh em tắt nha các chị ơi, cho chị cái thau nước với lại cái thau nước á, cái thau nước để mà. Cho chị cái cỡ dính ướt. Đây. Em sẽ cho mọi người thấy cái sữa tắm vàng 24K của nhà em nó thành thẩm như thế nào nha. Đây nhá. Cái này á, là mình tắm mỗi ngày cực kỳ thơm luôn. Mùi thì khỏi phải nói rồi, không có cần phải bàn cãi. Mùi rất là thơm, nhưng mà tắm mỗi ngày thì rất là nhanh trắng luôn. Đây, sữa tắm vàng 24K. Em sẽ cho mọi người thấy cái chất của nó đã không. Các chị lại không thấy được cái chất của nó. Chai bự lắm luôn, chai này xài đến 5-6 tháng. À, các chị thấy chưa? Cái chất sữa tắm của nó này là tinh chất vàng 24K. Các chị thấy chưa? Cái này là cái sữa tắm em sẽ tặng, em sẽ bán cho mọi người nha. Nãy em nói lộn cái tặng cái đồng hồ. Đây các chị thấy cái tinh chất sữa tắm chưa? Và bây giờ nha, em sẽ xịt vào đây cho các chị xem. Nó bọt rất là nhiều luôn nha các chị. Ôi nó to quá, em phải kệ vô cái vùng ngực của em mới xịt ra được nè. Đây. Mùi rất là thơm. Thì cái sữa tắm này bên em bán giá là 350.000 một chai. Các chị xài cũng phải 4-5 tháng. Một ngày các chị tắm một lần và nó sẽ rất là nhanh trắng cho cái da của các chị. Nó bọt rất là nhiều. Và cái sữa tắm này không phải sữa tắm thông thường nha. Sữa tắm vàng 24 giúp trắng da cho mình. Và nó tạo bọt rất là nhiều, các chị thấy chưa? Nè. Đó. Tắm xong một cái là sạch tưng tu luôn, không phải như những cái sữa tắm khác mà các chị tắm lên là nó như thế nào. Tắm lên là nó nhờn, nó nhớt đúng không? Còn cái này tắm lên một cái là nó sạch cái da của mình luôn này, các chị thấy không? À, bọt rất là nhiều. À, mà mùi thì rất là thơm. Đó, hỏi sữa tắm thì em like sữa tắm cho các chị nha. À, xong em còn đắt like cả chút xíu nữa mấy chị lại vô hỏi em chết luôn. À, các chị thấy chưa? Bọt của nó là cực kỳ nhiều luôn này. Thấy không? Mùi rất là thơm. Đây, mà sau khi các chị tắm xong rồi nó rất là sạch. Nó sạch giống như là mình tắm lớp bôi mà nó sạch, nó trơn tru luôn, chứ không phải là nó nhớt nhớt, nó ẩm ẩm luôn. Những cái sữa tắm mà các chị đang xài á, mình cứ tắm hoài nó không có thấy sạch. Nó cứ nhớt nhớt, nó cứ này cứ nọ, cái làm cho mình khó chịu đúng không? Còn cái này tắm một cái là nó sạch luôn. Đó. Tắm là sạch sẽ luôn. Mà nó thơm nữa, thơm dai cực kỳ luôn. Các chị tắm xong mà các chị bước từ nhà tắm ra tới nhà của mình một cái thôi là ông chồng các chị cho dù có làm việc gì đi chăng nữa cũng phải ngước lên nhìn. Tại vì cái mùi của nó rất là thơm. Thật sự với các chị là như vậy. Mùi của nó rất rất là thơm. Mùi của nó rất là thơm, cho nên cho dù ông xã các chị có làm gì đi chăng nữa cũng phải ngoái lại nhìn. Trời ơi, tao nói hít mãi thôi, chồng em là em mà tắm cái này là chồng em hít mãi thôi. Nó thơm, cái mùi nước hoa thơm dai dữ lắm luôn. Đây, một chai của nó như thế này giá là 350.000. Các chị thấy chưa? Tinh chất của nó là vàng 24 thôi, đậm đặc luôn. Các chị thấy chưa? Nè, cái chai của nó nè. Ờ ơi, các chị thấy chưa? Cái chai của nó là chai trong, nhưng mà nó rất là đậm đặc, giá là 350.000 nha. Chai lớn này là xài cũng phải là 4-5 tháng nó mới hết. Mỗi lần xài có chút xíu, lần xài chút xíu, xài 4-5 tháng còn không hết nữa. Đây, đây là sữa tắm của nhà em nha. Chị nào lấy thì comment giúp em là sữa tắm 350.000, lấy nguyên một combo là 600 ha. Và đặc biệt nếu như mà chị nào lấy combo em sẽ tặng cho các chị là không, nếu mà lấy combo là sẽ tặng khách hàng một cái chai tẩy tế bào chết đi. Có tẩy tế bào chết đó không? Có tế bào chết không? Để em tí nha. Nếu như mà chị nào lấy nguyên một combo, có nghĩa là một cái chai sữa tắm vàng 24K với lại cái này, nguyên một bộ của nó là 700.000, thì em sẽ tặng cho mình thêm cái chai tẩy tế bào chết nữa nha. Đó. Thơm cực kỳ. Mua combo em mới tặng. Còn cái này là, đây là sữa tắm của nhà em rồi. Sữa tắm này là em bán không có hàng để bán luôn á các chị. Em bán 550 luôn á. Thực sự với các chị là như vậy. Tại vì thứ nhất là thơm, thứ hai là sạch, thứ ba là trắng,
mà nó phải là trắng mịn màng, trắng hồng luôn, mà sạch một cách là sạch mịn màng luôn, chứ không phải mà sạch mà nhớt nhớt khó chịu, mà mùi rất là thơm luôn. Thực sự với các chị, các chị mà xài cái này là chồng các chị cứ hít các chị hoài thôi. Thơm, thơm, tôi nói thơm một cái từ gì mà không có gì mà diễn tả được nổi luôn á. Quá là thơm luôn. Rồi nó tìm không ra tiếp tẩy tế bào chết rồi. Thôi nói chung là em tặng cho mọi người cái tiếp tẩy tế bào chết á ha. Nếu mà lấy nguyên một bộ như thế này em tặng cho các chị cái tiếp tẩy tế bào chết. Hả? Có hả? Coi bên đó có không? Để chị tắt like cho khách vô. Thấy sự bán hàng mà sợ khách vô quá các chị. Tại vì biết sao không? Tại vì mình tặng á, mình tặng bị lỗ với lại giá bị giảm nữa, nãy bị một khách rồi. Có không? Thôi nói chung là bây giờ là cứ tặng cho các chị tiếp tẩy tế bào chết đi ha, chứ nhân viên em nó tìm chưa có ra cái tiếp kem tẩy tế bào chết. Tẩy tế bào chết to lắm, cái tẩy tế bào chết đó nó to lắm luôn á. Thôi tặng cho mọi người ta tẩy bố chết đi rồi nhận hàng rồi thấy nhà quà tặng thôi, chứ em cũng không biết nói sao, bây giờ tìm không có ra. Rồi bye bye các chị yêu nha, chị nào đặt thì để lại số điện thoại giúp em nhé.